chào anh em. Mình đến từ showroom đồ nghề tự chọn tại Cần Thơ. Thì hôm nay mình giới thiệu đến các bạn bộ sản phẩm Tuncen về những cái dụng cụ làm giường. Thì hôm nay đi thị trường thực tế test cho các bạn coi sản phẩm luôn. Thì tạm đây nha các bạn. Trước tiên thì mình giới thiệu cái mã sản phẩm 31018 là kéo cắt cành, có giá là 106.600 đồng. Cái lưỡi nó rất là sắc nha các bạn nhớ cẩn thận để làm không khéo nó đứt tay. Các bạn nào nhìn Tuncen chất liệu thép nó rất là bén, rất là sắc các bạn đó, cắt nhẹ nhàng thôi, không cần cắt mạnh gì đâu, nó cũng vẫn đứt như là bình thường đó, cỡ nào cũng đứt hết đó, rất là ok. Kiến qua mạng này. Qua sản phẩm tiếp theo cho các bạn coi nha. Mã tiếp theo là 31019. Cũng là kéo cắt cành luôn. Mà cái lưỡi của nó thì cái lưỡi cắt của nó thì nó dài hơn, nó nhọn hơn. Đó, đây. Còn cái lớp dầu của nhà sản xuất nó bôi với các bạn. Để nó tránh gỉ sét này kia. Nè, có chữ Tuncen dập nổi trên này ha. Rồi cắt ha. Đó, rất là sắc bén nha các bạn. Đó, chỉ kéo nhẹ nhàng thôi. Nè, đó, thấy chưa? Đó. Rất nhẹ nhàng. Ở đây nó có cái móc gà vô nè. Gà vô rất tiện. Và sản phẩm này có giá là 104.000 nha các bạn. Đây đi. Rồi sản phẩm tiếp theo là cưa lưỡi cưa ngắn. Lưỡi cưa ngắn ship lại được nha. Nè, có mã là 30104. 31014 chứ xin lỗi mà các bạn nha. Với giá tiền là 104.000. Giá tiền cũng hàng chất lượng mà sản phẩm ok các bạn. Lưỡi ba cạnh nha. Bạn nhìn thấy lưỡi không? Lưỡi. Bấm vô nút này là nó kéo lên bật xuống rất là tiện các bạn nè. Nè, đó. Mở ra. Đó, rất là đẹp. Tuncen. Giờ mình sẽ cưa thử cái khúc cây cho bạn coi nha. Nè. Cưa cái táo nó chết được nha các bạn. Nè, bước xúc lại cái. Nè. Cái táo này nó khô rồi các bạn ơi. Để mình quay lại cái gốc cây bên ráo bên kia nó còn thấy. Đây. Ồ, gai quá gai các bạn. Coi này nha. Đó, rất nhẹ nhàng. Ấy da, trời ơi nó đâm quá các bạn ơi. Ui. Kiến cắn nữa. Nào lưỡi cưa rất sắc. Rồi mình qua sản phẩm tiếp theo nha. À, đây nó có gà vô. Gà vô. Đây, một sản phẩm tiếp theo là cái cưa. Cưa dài Tuncen. À, đây. Rồi, mã này là 31016. Có giá là 132.600 đồng. Đó, đây, cưa này. Mở ra gì nè. Đó. Lưỡi cưa ba cạnh nha, rất sắc. Đây có chữ Tuncen dập nổi đây luôn nha. Đó, đây, cưa thử cho bạn coi. Cưa ngay khúc này luôn nha. Nè, đây. Đó.
đó, rất sắc. Các bạn nhìn này, cái đầu mình cưa nè, đây là chỗ cái đầu nè, thấy không? Rồi, rất cảm ơn các bạn đã xem clip. Các bạn mua hàng thì đến địa chỉ showroom đồ nghề tự chọn tại mặt tiền đường Trần Quang Năng các bạn, Cần Thơ. Cảm ơn các bạn xem video clip. Xin chào.